Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn vừa tổ chức gặp mặt các học sinh trong đội tuyển đại diện cho học sinh thành phố Đà Nẵng tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 năm 2020. Thành phố Đà Nẵng có 68 em thuộc Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tham gia 10 đội tuyển dự thi các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học, Ngữ văn. Thời gian qua, các em được nhà trường quan tâm bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu và kỹ năng làm bài thi. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố động viên các em bước vào kỳ thi với quyết tâm cao nhất, đạt nhiều thành tích tốt nhất trong kỳ thi. Tại buổi gặp mặt, nhà trường cũng đã phổ biến nội quy thi cho các em.